Cây bàng không chỉ được trồng để lấy bóng mát, bàng còn được xem là một vị thuốc được dùng để điều trị nhiều chứng bệnh khác nhau. Vậy thì do đâu mà chúng ta có thể chữa bệnh bằng loại cây này? Các nghiên cứu của nền y học hiện đại đã chỉ ra rằng, trong lá và vỏ của cây bàng có chứa các flavonoid, camphorol, quercetin. Ngoài ra còn có chất phytosterol, saponin và các TANIN như tequetin, bunicalin, bunicalagin. Đây đều là các hoạt chất có tác dụng kháng viêm, giảm đau, có tác dụng trong việc điều trị nhiều bệnh lý. Do loại cây này chứa nhiều dược tính, do đó chúng được sử dụng để chữa nhiều bệnh khác nhau. Vậy thì cây bàng có tác dụng gì? Nếu còn chưa tìm được câu trả lời, bạn có thể tham khảo những thông tin, cũng như các bài thuốc dưới đây để hiểu rõ hơn về vấn đề này. 1. Dùng lá bàng để trị ghẻ và mụn nhọt. Để áp dụng bài thuốc này, bạn chọn những búp và lá bàng đang non mang về rửa sạch sau đó cho vào nồi và đun sôi cùng với nước. Đun cho đến khi thấy nước sôi kỹ thì tắt bếp. Chờ cho nước nguội bớt, rồi ngâm vết thương vào trong nước thuốc khoảng 20 phút. Trong trường hợp vết thương nằm ở những vị trí không thể ngâm được, hãy lấy bắp bàn non giả nát. Sử dụng hỗn hợp này đắp lên vết thương mỗi ngày. Áp dụng thường xuyên sẽ thấy bệnh thuyên giảm, bởi trong lá bàn có chứa chất TANIN. Chất này sẽ giúp sát khuẩn và khiến cho bọc mũ thoát ra ngoài một cách dễ dàng. 2. Chữa viêm loét dạ dày bằng lá bàng. Tương tự như nghệ vàng, trong lá non của cây bàng non chứa một hàm lượng chất flavonoid khá lớn. Hoạt chất này có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm, giảm đau, giúp làm lành nhanh chóng các vết thương. Do đó, cây bàng non còn được dùng để điều trị nhiều bệnh lý về đường tiêu hóa như tiêu chảy, kiết lỵ, đau thượng vị, làm giảm các triệu chứng bệnh viêm loét dạ dày. Để áp dụng bài thuốc này, bạn làm như sau chuẩn bị các lá bàn non hoặc lá bánh tẻ. Tránh dùng các lá đã già, vì những lá này thường chứa ít nhựa, hiệu quả chữa trị sẽ không cao. Sau đó, đem chúng đi rửa sạch, cho vào nồi và đun sôi lên cùng với nước. Cứ đun với ngọn lửa vừa, đun khoảng nửa tiếng đồng hồ thì tắt bếp. Chắc lấy nước thuốc vừa thu được để uống mỗi ngày. Áp dụng thường xuyên sẽ thấy các triệu chứng bệnh được cải thiện. 3. Bài thuốc từ lá bàn chữa sâu răng, viêm nướu nếu hỏi cây bàng có tác dụng gì thì một trong các câu trả lời chính là bàng có tác dụng chữa sâu răng viêm chân răng bài thuốc này không chỉ được áp dụng ở việt nam mà còn được sử dụng ở các nước khác như ấn độ philippines indonesia cách thực hiện bài thuốc này như sau bạn chỉ cần sử dụng vỏ cây bàng hoặc búp bàng non đem về rửa sạch sau đó cho vào nồi sắc thật đặc cùng với nước dùng nước thuốc vừa sắc ngậm hai lần mỗi ngày tình trạng sâu răng viêm nướu sẽ được cải thiện đáng kể. 4. Bài thuốc từ cây bằng chữa viêm họng, trị viêm họng từ lá bàng cũng là bài thuốc được khá nhiều người áp dụng. Cách thực hiện bài thuốc này cũng thực sự đơn giản. Chuẩn bị từ 7 đến 10 lá bàng non hoặc búp bàng non, một ít muối hạt. Mang lá bàng đã chuẩn bị đi rửa sạch, để ráo. Sau đó, lấy khoảng 250 ml nước, ít muối hạt và lá bàng cho vào máy xay sinh tố và xay nhuyễn. Dùng rây lọc bả và lấy nước sử dụng nước này để uống. Để bảo quản được lâu, hãy cho nước thuốc vào một cái chai, cất vào tủ lạnh. Những loại đồ ăn và thức uống nên dùng khi bị viêm họng. 5. Chữa bệnh viêm âm đạo, viêm lộ tuyến từ lá bàn. Một câu trả lời nữa cho câu hỏi, cây bàn có tác dụng gì? Đó chính là nó có tác dụng trong điều trị viêm lộ tuyến, viêm âm đạo. Viêm âm đạo không còn là căn bệnh xa lạ gì đối với các chị em phụ nữ chúng ta bệnh xảy ra do sự xâm nhập và gây hại của các vi khuẩn và virus tại vùng âm đạo. Mà trong thành phần của lá bàng lại chứa các hoạt chất có tác dụng sát khuẩn, chống viêm. Vì thế, bạn hoàn toàn có thể dùng lá bàng để hỗ trợ chữa trị. Cách thực hiện như sau: lấy khoảng 10 búp bàng hoặc 10 lá bàng còn non mang đi rửa sạch, cho vào nồi và đun sôi cùng với 1 lít nước. Trong khi đun, cho khoảng 2 thìa muối hạt vào để đun cùng. Lưu ý là phải đun sôi cho thật kỹ khi thấy nước đã sôi kỹ thì tắt bếp. Chờ cho nước thuốc nguội rồi dùng bơm tim, bơm thẳng vào trong âm đạo. Để thuốc phát huy tác dụng, bạn nên thực hiện mỗi ngày 3 lần, mỗi lần khoảng 3 đến 4 cc. 6. Dùng lá bàn trị ngứa khi lên da non. Nếu bị thương, các vết thương sau khi lành lại và chuẩn bị lên da non sẽ gây ra cảm giác vô cùng ngứa cho cơ thể. Để khắc phục tình trạng này, bạn chỉ cần dùng lá bàn non để đun nước và rửa vết thương thực hiện mỗi ngày sẽ thấy cảm giác ngứa ngáy sẽ giảm bớt. 7. Trị chàm má cho trẻ bằng lá bàn Chàm má là tình trạng thường xảy ra ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Điều này khiến cho không ít bà mẹ lo lắng, vì sợ chúng sẽ làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của con. Thật vậy, các triệu chứng của chàm má như là da khô sần, nứt nẻ, da bị rỉ dịch, chảy máu, sẽ khiến cho trẻ đau đớn, khó chịu. Chưa hết, bệnh sẽ khiến bé hay cấu gắt, quấy khóc, bú kém ngủ không ngon giấc. Lâu dần, nó sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của trẻ. Nếu không may bé gặp phải tình trạng này, bạn có thể áp dụng bài thuốc từ cây bàn non để chữa trị. Cách tiến hành như sau, dùng lá bàn non rửa sạch, đun sôi cùng với nước. Sau đó dùng nước này để tắm rửa cho bé mỗi ngày. Áp dụng một vài lần sẽ thấy tình trạng cha má giảm hẳn. 8. Bài thuốc từ lá bàn chữa cảm xúc, đau đầu. Trị cảm sốt đâu đầu cũng là một câu trả lời cho câu hỏi bạn có tác dụng gì. Tuy nhiên để bài thuốc này mang đến tác dụng tốt, bạn cần kết hợp với các loại thảo dược khác. Bài thuốc như sau: chuẩn bị 15 gam lá bàn phơi khô, 10 gam kinh giới khô, 12 gam bạc hà khô, 10 gam vỏ quýt khô. Cách làm như sau: cho tất cả các vị thuốc đã chuẩn bị vào ấm, sắc lên thật đặc cùng với nước. Chi lượng thuốc vừa thu được thành hai lần uống. Bạn uống một lần vào lúc vừa được nấu xong. Lần thứ hai thì uống trước bữa ăn khoảng 15 phút. Kiên trì áp dụng cách chữa này mỗi ngày, sau một thời gian sẽ thấy các triệu chứng bệnh thuyên giảm rõ rệt. Ngoài ra, các nghiên cứu cũng đã chỉ ra được rằng, vỏ bàng khi được điều chế thành dạng cồn thuốc hoặc dạng cao còn có khả năng chữa trị hen phế quản cho trẻ. 9. Chữa nhiệt miệng, loét miệng. Đây cũng là một tác dụng nữa của cây bàng non. Nếu bị nhiệt miệng hay loét miệng, chỉ cần dùng lá bàng non nấu với nước cho thật đặc sau đó dùng nước này để ngậm, áp dụng thường xuyên thì tình trạng nhiệt miệng của bạn sẽ nhanh chóng được chữa khỏi. 10. Giảm đau nhức tê bì xương khớp bằng cách chùm lá bàn non. Nếu thường hay bị tê bì xương khớp, đau nhức cơ thể, bạn có thể làm giảm các triệu chứng trên bằng cách sau, lấy búp non của cây cây bàng non xào trên ngọn lửa vừa. Khi thấy chúng nóng lên thì nhắc xuống, dùng để chườm vào vùng bị đau. Các cơn đau nhức, tê bì sẽ giảm bớt, giúp bạn dễ chịu hơn.